Đền Ulundanupratang ở Bali có lịch sử như thế nào? Đền Ulundanupratang được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17 và được thiết kế dành riêng để tôn thờ các vị thần Hindu như là Brahma, Vishnu và Shiva, cũng như nữ thần của hồ là Devi Danu. Đền Ulundanu là quần thể đền với 4 ngôi đền riêng biệt. 3 ngôi đền chính trong quần thể đền là những ngôi đền nhiều tầng. Mỗi ngôi đền có độ cao khác nhau. Đền cao nhất 11 tầng dành riêng cho thần Vishnu. Đền cao thứ hai 7 tầng dành cho thằng Brahma và đền thấp nhất có 3 tầng được dành riêng cho thằng Shiva. Tất cả những ngôi đền này được xây dựng để tôn vinh các vị thần, đặc biệt là 3 vị thần chính trong đạo Hindu chịu trách nhiệm về sự cân bằng và vận hành của toàn vũ trụ, đó là Brahma, Vishnu và Shiva. Đây cũng là nơi được cho là rất linh thiêng, nơi người dân địa phương lui tới cầu mong cho đời sống sung túc. Tên của ngôi đền còn có nghĩa là cội nguồn của hồ Pratang, và lý do ngôi đền trở nên linh thiêng đối với người dân bản địa là bởi tín ngưỡng của đạo Hindu giáo. Theo đó, người Hindu giáo rất coi trọng nguồn nước vì nó ảnh hưởng đến nông nghiệp tưới tiêu. Do đó tại mỗi nguồn nước sẽ có một ngôi đền nước được xây dựng để thờ nữ thần Devi Danu. Và đền Ulundanupratang là một trong những ngôi đền đứng đầu trong hệ thống kể trên. Ngoài ý nghĩa đảm bảo nguồn nước cho hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt của bà con, thì ngôi đền còn mang ý nghĩa tâm linh bảo vệ mùa màng và người dân nơi đây tránh khỏi quỷ dữ. Tham quan ngôi đền này thì Quyền thấy mọi người chụp hình trái máy luôn vì khung cảnh rất là đẹp, huyền bí và mờ ảo. Ngoài ra có thể tham gia chèo thuyền, đi cano trên hồ hoặc đi bộ xung quanh khuôn viên, ngắm thiết kế kiến trúc đậm nét văn hóa Bali thì chỉ biết thốt lên một câu: ôi thằng Linh ơi, sao mà cảnh đẹp quá.